gia đình. Gia đình chị Thái Thị Dưỡng ở số 1, đội 7, thôn Liên Hội Xã Hiểu, huyện Tỉnh Bình Định, là một những trường hợp rất khó khăn trong thôn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân nuôi con nhỏ không có việc làm, hàng ngày phải đi hái lá giang để bán, thu nhập rất bấp bênh. Thì được sự góp ý của chính quyền địa phương Xã Hiểu, hội chữ thập đỏ Xã Hiểu, chi ủy ban thôn Liên Hội, ban câu bộ thiện nguyện cộng đoàn Quy Nhơn và công bộ các nước thành phố Hội An, được thuộc hội Liên Thanh niên Việt Nam huyện quyết định xây dựng chuồng bò và trao tặng cho gia đình dưỡng một con bò, đồng thời hỗ trợ chị mũi kinh phí để mua cỏ giống và kém. Như vậy sau bao tháng đợi chờ mong ước thì hôm nay gia đình chị đã có con bò, và hy vọng trong những tháng tới gia đình sẽ cố gắng vươn lên vượt qua số phận để có được cuộc sống ấm no đầy đủ hạnh phúc. Vì vậy cùng chung vui với niềm vui lớn của gia đình, hôm nay chúng tôi quyết định tổ chức lễ trao bò cho gia đình chị dưỡng, và đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Giới thiệu đại biểu về phía huyện, giới thiệu ông Nguyễn Anh Quang, chức vụ là chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện. Về phía xã, giới thiệu ông Phạm Ngọc Ánh, phó chủ tịch ủy ban nhân xã An Hữu, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, chức vụ chủ tịch hội chữ thập đỏ xã. Về phía chị ban thôn, giới thiệu ông Bùi Quốc Cường, trưởng thôn, bà Trần Thị Liên, phó thư ký bộ thôn. Về phía câu bộ cầu vòng huy động tình thương thì giới thiệu ông Lưu Ký, chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ huyện cầu vòng Quy Nhơn, ông Nguyễn Khoa Thi, chức vụ là thành viên ủy viên dự khuyết của câu lạc bộ kết nối tình thương huyện Hội An. Rồi về phía khách mời, giới thiệu bà Võ Thị Thế, chủ tịch gửi từ thiện Võ Thị Thế. Chương trình này sẽ được đưa tin trên một số báo như là Thanh Niên, Tiền Phong, Cổng Thông tin Trung đoàn, Trường Yêu Thương, Cổng Thông tin Lưu Ký. Về phía gia đình xin giới thiệu chị Thái Thị Dưỡng cùng với các thành viên trong gia đình, anh em cũng đến tham dự. Sau đây xin mời đại diện của ủy ban nhân dân xã An Hữu, ông Phạm Thắng lên có đôi lời phát biểu. Đưa đó nè, đưa đó rồi. Đưa đó rồi, bà con. Vô cái đó rồi, đe đắt. Mời bà vô bà. Để đây, để anh đây rồi cho nó nói luôn. Hình như chữ tỏ quyền rồi không? Hình như tất cả cái gì đại biểu. Nó nói quỷ. Chị anh Tý, có những câu lạc bộ kết nối tình thương của ủy ban trực thuộc hội nghị anh em Việt Nam. Thì hôm nay thì sự quan tâm rất là sâu sát của hội chữ thập đỏ huyện, cũng như là cái năng động của câu lạc bộ đã về Xã Hữu trao tặng cái phần quà rất là ý nghĩa. Đây là một trong số hộ nghèo của Xã Hữu chúng tôi rất là khó khăn. Anh Hữu phải nói là xã vừa thoát nghèo có đây mấy năm thôi, đời sống bà con chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Đã nhiều lần câu lạc bộ cầu vòng Quy Nhơn và câu lạc bộ kết nối tình thương ở Quyền Hoàng, thì chị Lan Tý đã về tặng nhiều phần quà cho bà con hữu trong cái diện hộ nghèo, con em vượt khó học giỏi. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp với tinh thần đoàn kết, tinh thần lá lành tình lá rách. Đây là một cái truyền thống cực kỳ vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta, đã được các anh chị trong câu lạc bộ cầu vòng đã ủng hộ một phần vật chất nhỏ của mình, góp phần để chia sẻ cùng cộng đồng, đặc biệt là bà con để chúng tôi trong những vừa qua. Chính trên này chính quyền địa phương và bà con cả nhà chân thành cảm ơn cái sự quan tâm của câu lạc bộ, và mong rằng sắp đến đây các anh các chị sẽ có cái quan tâm nhiều hơn nữa, đặc biệt là trên địa bàn Quyền Hoa chúng ta và Xã Hữu nói riêng. Thì cũng có gì là chúc tất cả các vị đại biểu có mặt hôm nay, gia đình cùng các anh chị trong câu lạc bộ cầu vòng Quy Nhơn, câu lạc bộ kết nối tình thương Quyền Hoàng luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong vấn đề làm từ thiện của chúng ta, để tạo cái không khí với cái tinh thần khí thế giúp bà con chúng ta vươn lên trong cuộc sống những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị đại biểu thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn phát biểu của ông Phạm Thắng, phó chủ tịch của ban nhân dân xã Hữu. Thì
bây giờ là xin mời em Thái Thành Danh lên có đôi lời cảm tạ các bạn thường quân đã quan tâm ủng hộ gia đình. Khi con thường như là con nghĩ gì của nó, con nghe là cứ nó thôi đấy. Anh đừng lớn vậy anh Thái. Em nhớ thì cả tôi gì vậy. Anh đừng lớn thì con đã có ngon tay. Để bà đó, con bắt đầu thôi. Rồi mời chị Tiếp. Chị Tiếp với chú Cường. Rồi. Rồi bây giờ là mời chúng ta cùng nghe giờ là chú quan rồi mời chị biết luôn mình đang bò lên cao này. Nói về chuyện này nó sợ nhiều người quá sợ, nó đi từ từ rồi đây. Đi ra cái đi đâu mà thôi cho vui để vui chưa mình ra đó mình trao nát thôi ra để trao gia cho gia đình đồng hoàng nhé chụp mình để cả luôn. Ý là trao trực tiếp luôn á. Con bộ trao nhá. Rồi chính kiến rồi thâu cố gắng hơn. Chú cho tốt. Có sinh sản là cứ nhầm để con là 10 năm 11 con.
Rồi dắt vô chuồng chị ơi. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thiện Cộng Đồng Quy Nhơn kết hợp với câu lạc bộ Tình Thương về gia đình chị Dưỡng để trao tặng bò. Thì hy vọng trong tương lai không xa, gia đình chị sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khổ, vượt lên số phận để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thì nhân đây cũng thay mặt cho câu lạc bộ Tình Thương cũng như câu lạc bộ Cộng Đồng Quy Nhơn thì xin thành cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm ủng hộ cho hai câu lạc bộ trong suốt những thời gian qua. Và một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất.